hả? Ồ, có thua, mấy cái từ này là thua đó. Anh thua rồi tính em lắm luôn. Anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này. Sao cùng anh giải nghĩa từ điển gen Z? Là luật nhân quả. Mời để là nghĩa là hay sao ta? Hay do dễ có nghĩa là hay sao hay, hay do dễ là A few moments later. Anh biết giải thích từ sao như nữa, nhưng nghĩa là à, hay do nghĩa là hay phô trương quá. Còn đi là không còn gì hết. Sukana là má là tệ quá, bắp quá. Ôi nhớ chưa? À sui sui à à sui cana à à. À thế làm sao mà à? Sui sui. Ghét không? Ghét không hả? Ghét go là đi. Lúc đi rồi. À, let go. À, let go, let go. Ủa về là em, ủa về là yeah. Yeah, 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 yeah. Ủa về là over. À. Lên là ngâu ngâu. Nhìn xuống, hãy coi nè, coi nè. Trời ơi, bây giờ tính sao đây? Tính sao bây giờ nhỉ sư huynh? Đúng rồi. Một năm miễn phí nghe sáng. Liên ơi. Liên ơi. Không lắm người ta trời dữ là chất lượng luôn á. Táo nhẫn lòng. Cái gì vậy bà nội? Là không biết. À, quả báo nhận tiền. Minh Linh. Trời ơi. Minh Linh. Trời ơi. Không biết. À. 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 Ok. Hả? Ờ, có thua, mấy cái từ này là thua đó. À, rồi, ok. Mùa đông gọi vốn kéo dài đang cản trở hoạt động của giới khởi nghiệp. Các cá mập xuất hiện để tiếp thêm nguồn lực và cùng các startup tìm giải pháp vượt qua những khó khăn trước mắt. Hãy cùng phá băng tìm cửa sáng.